Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, chiều qua, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công đương Kiko đã đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu các hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Và vào chiều nay ngày 24 tháng 9, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Phan Quảng đã có buổi tiếp kiến Hoàng Thái tử và Công đường. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Phan Quảng vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp Hoàng Thế tử Nhật Bản Akishino và công đương Kiko đến thăm thành phố Đà Nẵng. Khẳng định đây là chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế vào khu vực. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng vinh dự là địa phương được Hoàng Thế Tử Nhật Bản Akishino và Công Trương đến thăm lần này, đồng thời khẳng định thành phố trong thời gian qua cũng không cường mở rộng và thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu kỵ với nhiều địa phương của Nhật Bản. Tin tưởng thời gian đến, mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển và mong muốn được mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản. Hoàng Thế Tử Nhật Bản Akishino cho biết đây là lần thứ ba ông đến thăm Việt Nam và là lần đầu tiên ông đến thành phố Đà Nẵng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hoàng Thế Tự cho biết trước đây đã được nghe nhiều thông tin tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng nên ông đã quyết định chọn Đà Nẵng là địa điểm phải ghé thăm dân chuyến đi lần này. Vui mừng khi biết thành phố Đà Nẵng đã thiết lập mối quan hệ giao lưu hợp tác tốt đẹp với nhiều địa phương của Nhật Bản hoàng Thế tưởng nhật bản akishino mong muốn những mối quan hệ hợp tác hữu nghị này sẽ ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sau chú thành phố đà nẵng sẽ ngày càng phát triển xứng với tiềm năng